tỉnh thành phố Sài Gòn. Và đề tài chia sẻ đó là lùi lại quan sát và không đồng nhất. Có một anh chàng lính đó có một xảy ra một cái hiện tượng rất là kỳ lạ. Đó là mỗi lần anh ta phát hiện ở đâu có một cái tờ giấy nhỏ đó, thì anh ta giật bắn người và lật đật chụp lấy tờ giấy đó mở ra xem. Và nếu trên đó có những dòng chữ thì anh ta đọc ngấu nghiến, rồi thất vọng, rồi rơi nước mắt, rồi bỏ tờ giấy đó đi. Và bất kỳ nơi đâu anh chàng phát hiện ra một cái mảnh mẫu giấy đó, thì anh chàng đều phản ứng y như vậy. Và ở trong quân đội, họ không biết là anh chàng bị gì, nghĩ là chắc anh bị tâm thần. Cho nên cuối cùng là mới cho anh nhập viện tâm thần. Và vào trong bệnh viện thì anh cũng làm y chang như vậy. Bất kỳ thấy một cái mẫu hóa đơn, đơn kê thuốc hay là bất cứ tờ giấy lịch hay là tờ giấy nào mà nó rơi trên bàn hay nó nằm ở đâu là anh chàng cũng cuống cuồng chụp lấy tờ giấy đó, đọc ngấu nghiến, rồi thất vọng, rơi nước mắt. Thì cho đến một hôm, 2 năm trong bệnh viện, anh chàng mới nhận được một cái tờ giấy từ một người đồng đội của mình đưa cho anh ta. Và anh ta cũng làm theo cái cách cũ là mở tờ giấy ra và đọc ngấu nghiến. Và lần này anh ta gào lên, ngửa mặt lên trời gào lên, anh ta kêu là Eureka. Dịch sang tiếng Anh là This is it. Nó đây rồi. Và anh ta gào lên khóc thảm thiết. Đó là anh ta nhận được lệnh xuất ngũ. Tức là anh chàng này không có bệnh tâm thần gì cả, nhưng mà anh sợ chiến tranh quá. Anh nhớ gia đình. Anh thèm được sống bình an. Anh mong từng ngày, từng giờ đón nhận được cái lệnh nhập ngũ để anh được thả tự do về. Anh đâu có thích chiến tranh đâu, nhưng mà vì bổn phận trách nhiệm cho nên anh ta phải làm. Và vì cuộc chiến xảy ra liên miên cho nên là cái lệnh nhập ngũ nó, cái lệnh xuất ngũ nó đến hơi bị trễ. Và anh ta chờ đợi trễ đi cả 2 năm. Cho nên là mỗi ngày, mỗi giờ anh ta đều đợi cái lệnh xuất ngũ, là cái ngày mình được thả tự do, được trở về với chính con người của mình. Ở trong nhà thiền nó cũng có cái xài cái cụm từ đó là This is it, là nó đây rồi. Có thể đó là cái giây phút mà mình được trở về với chính con người của mình. Mình ngồi rất là yên, ngắm mây trời. Như là Rabindranath Tagore, thi sĩ lừng danh của Ấn Độ, đã từng làm bài thơ là trải bao năm tháng du ngoạn khắp vùng, thấy bao núi cao, thấy bao biển rộng, sao ta không thấy ngay trước cửa nhà giọt sương lấp lánh trên cành cây ngô. Rabindranath Tagore là một thi sĩ lớn, đã đóng góp vào phong trào giải phóng dân tộc của Ấn Độ, người cùng thời với Albert Einstein. Và ông đã đi khắp các nước ở Đông Phương, ở Tây Phương, và ông muốn kết nối giữa những giá trị tốt đẹp giữa 2 nền văn hóa Đông và Tây. Ông được mục kích, đã được thưởng ngoạn không biết bao nhiêu cảnh quan lừng lẫy trên thế giới. Nhưng mà một buổi sáng thức dậy trên miền quê của mình và bước ra khỏi căn nhà của mình, ông sững sờ ngạc nhiên nhìn thấy giọt sương nó đang đón nhận những ánh nắng đầu tiên trong ngày, chiếu lấp lánh như là một viên kim cương ở trên cành cây ngô. Ông xúc động quá, ông hạnh phúc quá. Có thể lúc đó Rabindranath cũng thốt lên là
nó ở đây rồi, cái hạnh phúc là đây rồi. Có thể trước đó ông cũng hạnh phúc, nhưng mà hạnh phúc nó đến quá chóng vánh đi. Nó đến từ những cái hạnh phúc của người khác đưa tới, từ những hoàn cảnh thuận lợi đưa tới, từ những điều hấp dẫn đưa tới. Và trong giây phút này ông không mong chờ gì nữa, ông không kỳ vọng bất cứ một điều gì nữa, ông cũng không chống đối, ông cũng không kháng cự, cũng không loại trừ bất cứ một yếu tố nào nữa. Chỉ đơn giản là có mặt với chính mình, với thực tại, và cảm nhận, chấp nhận mọi thứ diễn ra như nó đang là. Thì Rabindranath cảm nhận được cái hạnh phúc của mình đơn giản chỉ là mình nhìn thấy một thực tại màu nhiệm, đó là một giọt sương long lanh trên cành cây ngô. Trải bao năm tháng du ngoạn khắp vùng, thấy bao núi cao, thấy bao biển rộng, sao ta không thấy ngay trước cửa nhà giọt sương lấp lánh trên cành cây ngô? Nó ngay trước cửa nhà mình, nó ngay trước mặt mình. Có thể là mỗi ngày mình đi qua đi lại mỗi ngày mà mình không thấy nó. Nó có mặt, hạnh phúc luôn luôn có mặt, nhưng mà chúng ta không nhìn thấy được, là tại vì chúng ta bị chìm vào những cái mong cầu, những cái vọng động, những phản ứng chống đối loại trừ. Nói chung là bị chìm vào màn vô minh. Ở trong Phật giáo xài cái từ là delusion, là vô minh. Tức là đáng lẽ chúng ta thấy, mà chúng ta bị một cái thứ gì đó nó ngăn lại, nó không cho chúng ta thấy. Đó có thể là những vọng tưởng, mà vọng tưởng thường nó đến từ những cái mong cầu quá lớn, vô biên ở trong lòng. Mỗi một ý niệm mong cầu trỗi dậy là nó che khuất tầm nhìn của mình, che khuất cái thấy của mình về cái thế giới màu nhiệm đáng lẽ ra mình kết nối được, mình nhìn thấy được và mình trân quý nó. Cứ mỗi cái mong muốn nó xuất hiện là nó như một áng mây mù phủ kín tâm thức của mình, dù cho đó là những cái muốn cực kỳ chính đáng. Huống hồ gì có những cái muốn không hề chính đáng, dư thừa, không cần thiết. Chúng ta phải giỏi lắm, chúng ta phải bản lĩnh lắm thì chúng ta đặt cái mong muốn đó ra, đặt bất cứ một cái mong muốn nào ra mà không bị cái mong muốn đó khống chế hay là quật ngã, hay là gây ảnh hưởng tới tâm bình an của mình. Hãy cứ mong cầu là áng mây mù xuất hiện, tâm rơi vào trạng thái mịt mờ, không nhìn thấy những điều kiện hạnh phúc mà mình đang có nữa. Phải hết mong cầu, phải tạm dừng lại sự mong cầu thì mới bắt đầu nhìn thấy những điều kiện hạnh phúc luôn luôn có mặt trong giờ phút hiện tại cho mình. Và chúng ta vẫn còn lạc vào những cái vùng sương mù, nó không chỉ đến từ những cái vọng tưởng mà nó còn đến từ những cái cảm xúc. Từng cơn cảm xúc xuất hiện là chúng ta chìm vào màn vô minh đó. Đức Phật nói trong vô minh chúng ta thấy mọi thứ nó điên đảo, upside down, đúng biến thành sai và sai biến thành đúng. Người bình thường thì mình thấy cực kỳ hấp dẫn, mà người dễ thương thì mình thấy khó thương. Những điều nên làm thì lại không muốn làm, những điều không nên làm mà cứ đâm đầu vào làm. Cái đó gọi là vô minh vận hành. Trong khi mình hành thiền thì mình bắt đầu trở về kết nối với chính mình, kết nối với thân thể, kết nối với hơi thở, kết nối với thực tại. Và mình biết, cái tính biết nó bắt đầu được khôi phục trở lại. Tôi biết đây là hơi thở vào, đây là hơi thở ra. Và tôi còn biết đây không phải là hơi thở của tôi nữa.
Đây chỉ là sự vay mượn không khí đi vào và không khí đi ra. Và tôi thấy tôi có sự kết nối rất là lớn giữa tôi với đất trời. Tôi thấy đất trời không ngừng nuôi dưỡng tôi bất cứ một giây phút nào cả. Nếu không có không khí, không có ánh sáng mặt trời, không có nước, không có thực phẩm, không có vạn vật xung quanh tôi, không có con người, thì tôi không thể nào tồn tại được. Cái đó gọi là tuệ giác, insight. Thỉnh thoảng mình gặt hái được một ít tuệ giác, nếu mình ngồi yên xuống được, nếu mình thoát ra khỏi những cái vọng tưởng, những cái cơn cảm xúc ở trong lòng. Mình thường bị rơi vào một trong hai nhóm đó. Một là vọng tưởng, hai là cảm xúc. Và khi mình bị lạc vào nó, giống như là mình lạc vào một cái vùng sương mù vậy, nhìn mà không thấy gì cả. Nhìn cái này mà ra cái khác. Và mình nhìn vào chính mình cũng không thấy gì cả. Mình không thấy những cơn phiền não nó len lỏi ở trong tâm thức, nó chi phối vào từng suy nghĩ, lời nói và hành động. Mình không thấy được dấu vết của những con quái thú nó đang lẩn khuất ở đâu đó trong tâm thức của mình. Cái đó gọi là delusion, vô minh, chìm vào màn vô minh. Và khi nào mà chúng ta thoát hẳn màn vô minh, chúng ta đạt được tuệ giác hoàn toàn, nghĩa là chúng ta đã trở thành một bậc giác ngộ. Vậy thì nếu mà chúng ta chưa trở thành một bậc giác ngộ thì chúng ta vẫn còn bị bao phủ bởi ít nhiều những tấm màn vô minh. Thì có thể là chúng ta không có mong cầu để trở thành một bậc giác ngộ. Chúng ta chỉ muốn sống một đời sống bình thường, trong đó chúng ta có nhiều bình an và hạnh phúc. Hoặc là chúng ta muốn tiến về cái sự tự do, sự hạnh phúc, sự bình an, bền vững. Thì chúng ta mỗi ngày phải cố gắng vén những cái bức màn vô minh của mình ra càng nhiều càng tốt. Muốn vén được bức màn vô minh, muốn sống được với ánh sáng của tuệ giác, thì chúng ta phải tập dừng lại thường xuyên. Tại vì bản chất của cuộc sống là lôi kéo, là nắm bắt, là quay cuồng. Và những người sống xung quanh chúng ta, họ đều sống theo cái cách như vậy, chụp bắt hết đối tượng này tới đối tượng khác. Và họ tin rằng mỗi đối tượng như vậy sẽ mang lại niềm vui, bình an và hạnh phúc cho họ. Và chúng ta cũng bị ảnh hưởng bởi tâm thức cộng đồng, cho nên chúng ta cũng đã từng sống theo cái cách đó. Và cho tới bây giờ, nếu nhìn kỹ lại thì chúng ta vẫn chưa thấy cái gì là hạnh phúc bền vững cả. Tâm hồn chúng ta vẫn có lắm lúc trống hơ trống hoác, buồn chán, mệt mỏi. Chúng ta may mắn là chúng ta đã biết đến những cái phương pháp thực tập rất là hữu hiệu, rất là thực tiễn của Đạo Phật. Chúng ta đã biết hành thiền, đã tập tành ngồi yên xuống, mặc dầu là trong nửa giờ hay là 45 phút đó chúng ta còn nhiều vọng động, có nhiều cơn cảm xúc đó đến bất chợt, cái sự lắng yên nó không được nhiều. Nhưng mà chúng ta có con đường, chúng ta biết được phương cách, chúng ta biết được phương cách mỗi khi chúng ta nổi cơn giận, chúng ta bị phiền não viếng thâm, bị những con quái thú khống chế,
chúng ta biết làm gì để vượt thoát đó, để tìm về sự tự do. Mặc dầu có khi thành công, có khi thất bại, mặc dầu rất là khó khăn để thoát khỏi nanh vuốt của những con quái thú của phiền não, nhưng mà chúng ta cơ bản là có con đường, biết phương cách. Chúng ta biết đi ngồi thiền, chúng ta biết an trú trên hơi thở, chúng ta có một ít kinh nghiệm trong việc đi thiền hành, chúng ta có một ít kỹ năng lùi lại để quan sát những gì đang diễn ra mà không đồng nhất với nó. Như là bài nói chuyện ban sáng tôi có nói là chúng ta hành thiền cũng giống như là chúng ta xem phim. Công việc của một thiền sinh đó là ngã người ra ghế một cách thoải mái, tự nhiên, để xem cuốn phim từ từ nó mở ra mà không cần nhúng mũi vào can thiệp. Người thiền sinh là phát triển cho mình cái tính hay biết, nhận biết, tỉnh thức, chánh niệm liên tục về mỗi đối tượng đang diễn ra xung quanh, mà bớt đánh đồng, bớt đồng nhất, identify, tức là nhập chung với đối tượng, học tách ra, lùi lại. Khi chúng ta ngồi thiền, ngồi yên xuống, nghĩa là chúng ta tách ra khỏi cái dòng chảy quay cuồng của cuộc sống, chúng ta tách mình ra khỏi sự quay cuồng của dòng tâm thức, của những lo toan, của những sợ hãi, của những thói quen cũ kỹ. Mặc dầu ngồi xuống không phải lúc nào cũng thành công, nhưng mà hễ ngồi xuống là đã thành công, nghĩa là dừng cái cuộc chạy đua tìm kiếm nắm bắt, dừng lại cơn vọng động, cơn cảm xúc, tách mình ra khỏi chính mình, khỏi những bóng tối trong chính mình, khỏi những năng lượng tiêu cực trong chính mình. Cái đó gọi là step back, lùi lại and watching what's going on in your body or your mind. Lùi lại để quan sát cái gì nó đang diễn ra trên thân thể mình hay là trong tâm hồn của mình. Ngồi thiền đã là một hành động của sự nhìn lại, của sự tách mình ra khỏi sự khống chế của những cơn phiền não, của cảm xúc. Và Đức Phật cho rằng đây là con đường thoát khổ đau. Chúng ta không thể chấm dứt được khổ đau, chúng ta không thể mong cầu đừng có khổ đau, tại vì chúng ta vẫn còn là một con người, cho nên chúng ta vẫn còn phản ứng kịch liệt, vẫn còn đáp trả, vẫn còn loại trừ những điều bất như ý xảy ra. Hồi sáng chúng ta nói là chúng ta không thể tránh né hết những cái điều bất như ý trong đời sống, nhưng chúng ta có thể tránh né được khổ đau. Đó là chúng ta học cách chấp nhận được những cái điều bất như ý xảy ra càng nhiều càng tốt. Nhưng mà suy cho cùng thì chúng ta cũng không thể nào mà không chống đối, không loại trừ, không tránh né những cái điều bất như ý nó xảy ra, tại vì chúng ta vẫn còn là một con người. Cho nên có lúc chúng ta chấp nhận được, có lúc chúng ta không chấp nhận được. Và khi chúng ta không chấp nhận được, nghĩa là chúng ta chống đối lại, đáp trả lại, phản ứng lại với những điều bất như ý, thì chúng ta sẽ rơi vào khổ đau. Thì ở đây Đức Phật cũng khuyên với chúng ta rằng cũng nên chấp nhận cái trình độ mình đang có đi. Hãy chấp nhận những khổ đau mình đã lỡ gây ra, nhưng phải ý thức một điều rằng khổ đau là do tôi gây ra, chứ không ai có thể làm cho tôi khổ đau được. Người khác chỉ đem đến những cái trái ngang, những nghịch cảnh, những điều bất như ý cho tôi mà thôi.
Còn khổ đau là do cái dung lượng trái tim của tôi nó không có đủ lớn để chấp nhận được những cái trái ngang, những cái điều bất như ý đó. Cho nên tôi đã khổ đau. Và tôi tin một điều rằng nếu tôi tu luyện đúng cách, tu luyện có phẩm chất, thì một ngày nào đó tôi sẽ chấp nhận được người đó, chấp nhận được những hành động không dễ thương hay là quá khó khăn của người đó. Tại vì tôi tin rằng cái dung lượng trái tim của tôi nó có thể mở rộng tới mức vô cùng tận. Và khi mà tôi đã rơi vào khổ đau, tức là tôi đã phản ứng lại với những cái điều mà mình thấy bất lợi, hay là không như ý mình, hay là gây tổn hại cho mình, tôi đã rơi vào khổ đau, thì tôi cũng chấp nhận là tôi đang khổ đau. Nhưng mà tôi không đồng nhất vào cái cơn khổ đau đó. Tôi không có chìm sâu vào cơn khổ đau đó. Mà tôi học được một cái phương cách mới. Đó là bước ra khỏi cảm giác khổ đau để quan sát đó. Xem nó là một cái đề mục, một bài tập dành cho mình. Ngắm nghía, ngồi chơi với khổ đau của mình. Tại vì bản chất của mọi khổ đau là vô thường. Nó không bao giờ nó tồn tại một cái mức như vậy mãi mãi cả. Nếu mình có mặt với nó thường trực thì nó sẽ không khống chế toàn bộ cục diện đời sống của mình. Nó chỉ là một phần trong con người của mình mà thôi. Mà phần ấy được mình chăm sóc kỹ lưỡng thì mình sẽ không trở thành một kẻ đang khổ đau. Mình chỉ là một kẻ có khổ đau, chứ không phải là một kẻ khổ đau. Một kẻ có khổ đau thì thỉnh thoảng mới bị khổ đau khống chế hay là gây ảnh hưởng. Còn một kẻ khổ đau là lúc nào cũng chìm lấp, chìm khuất trong khổ đau. Đó là hai trạng thái tâm lý khác nhau. Đức Phật dạy chúng ta khi mà quan sát hơi thở của mình, chúng ta đừng cho rằng đây là hơi thở của tôi, mà hãy thực tập là tôi ý thức có một luồng không khí đi vào và một luồng không khí đi ra. Hay là mặc dù chúng ta vẫn hiểu rằng là hơi thở đi vào và hơi thở đi ra, nhưng mà không có cái gọi là của tôi. Tại vì sự thật là đâu phải của mình đâu. Bắt đầu từ cái bài thực tập đó, thì khi mình đối diện với cơn giận của mình hay là nỗi sợ hãi của mình, thì mình cũng đừng dán cho nó một cái nhãn hiệu rằng cơn giận này là của tôi, hay là nỗi sợ hãi này là của tôi, hay là con quái thú này là của tôi, hay là cơn trầm cảm này là của tôi. Nó không có thật. Cơn giận, nỗi sợ hãi, trầm cảm là không có thật. Nó không thực sự là một cái con gì đó đang có mặt ở trong chúng ta. Không phải là trong lòng chúng ta nó thật sự có một con chó đen. Con chó đen chỉ là một cách để diễn đạt hiện tượng trầm cảm thôi. Và do cái cơ chế tâm thức chúng ta nó vận hành sai lệch, nói theo tinh thần của Phật giáo Đại Thừa là năm uẩn, nó vận hành sai lệch. Năm uẩn nó gồm có năm tổ hợp sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Tức là từ thân cho tới tâm nó vận hành sai lệch, do nhận thức sai lệch, do cảm xúc điều phối sai lệch, do cảm thọ có những cái trục trặc gì đó trong quá khứ, do tâm tưởng nó bùng nổ một cách gì đó không kiểm soát được, thí dụ như vậy. Mà nó đã đưa đến một cái tình trạng bế tắc hay là khủng hoảng của tâm lý. Và khi cái cơ chế năm uẩn đó nó vận hành nó sai lệch, thì nó bắt đầu nó sản sinh ra phiền não, hay là sản sinh ra những cái năng lượng tiêu cực, cái mà chúng ta gọi là con chó đen hay là con quái thú. Mà sự thật là không có một con quái thú nào hết.
Sự thật là không có một con chó đen nào hết. Sự thật là không có phiền não nào hết. Ở trong Bát Nhã Tâm Kinh nói rằng là vô vô minh diệt, vô vô minh tận. Đâu có vô minh đâu mà diệt, đâu có vô minh đâu mà đòi chấm dứt. Không có một cái gì nó đang hình thành thật sự tồn tại vĩnh viễn trong tâm thức chúng ta cả. Nó chỉ là hiện tượng. Khi thọ như vậy, tưởng như vậy, hành như vậy, thức như vậy, nó hoạt động theo kiểu đó thì thế nào cũng sản sinh ra phiền não. Nói chung là với một thái độ sống không đúng đắn thì phiền não nó sẽ sản sinh. Còn nếu với một thái độ đúng đắn thì phiền não không sản sinh. Vậy thì khi chúng ta có một thái độ đúng đắn thì phiền não nó ở đâu? Nó không có mặt, nó không tồn tại. Chứ không phải là nó trốn ở đâu đó. Nó không hề có. Chỉ khi nào chúng ta có một thái độ sai lầm thì tự động cơ chế năm uẩn nó sẽ sản sinh ra phiền não mà thôi. Con quái thú của người, không hề có một con quái thú nào ở trong đó hết. Quý vị đừng có tin rằng có một con quái thú nhé. Đừng tin mình là một kẻ trầm cảm nhé. Mình đâu phải là kẻ trầm cảm. Trầm cảm chỉ là một phần trong con người của mình. Và nó chỉ là một phenomenon, một hiện tượng thôi. Còn bản thể, bản chất của mình không phải là kẻ trầm cảm. Mình là một con người bình thường. Mình là một con người vững chãi. Mình là một con người bình an và tràn đầy thương yêu, tràn đầy tỉnh thức. Nhưng vì tâm thức của mình nó vận hành sai lệch, nó có vấn đề, và mình chưa có biết cách để điều chỉnh nó trở về đúng với cái chỉnh thể của nó. Cho nên cái năng lượng tiêu cực nó cứ được sản sinh thường trực và với một cái mức độ dày đặc, khiến mình tin rằng con quái thú đó là thật, phiền não đó là thật. Xin thưa, tham sân si là không có thật. Nó chỉ có thật khi chúng ta rơi vào cái thái độ sống sai lầm. Và trong Bát Nhã Tâm Kinh có nói là form is emptiness, emptiness is a form. Và feeling, perception, mental formation and consciousness the same. Tức là sắc tức là không, mà không cũng tức là sắc, rồi thọ tưởng hành thức cũng tức là không, là trống rỗng, là không có thật. Và chúng ta thường chỉ nhìn thấy thế giới của hiện tượng, chứ chúng ta không nhìn thấy được thế giới của bản chất. Cơn giận chỉ là một hiện tượng thôi. Cơn giận không có thật. Tại vì lúc chúng ta vui, cơn giận có thật thì nó ở đâu? Lúc chúng ta bình an, lúc chúng ta hạnh phúc, nếu cơn giận có thật thì nó nằm chỗ nào? Nó chui vào bao tử à? Nó nấp ở đâu đó phía sau lưng chúng ta à? Không có. Nó không có thật. Và nỗi sợ hãi, nỗi sợ hãi nó ở đâu? Trong lúc chúng ta đang ngồi thiền, trong lúc chúng ta đang định tâm, trong lúc chúng ta có rất nhiều hỷ lạc, trong những cái bước chân thiền hành của mình, không hề có. Và mình nhìn một cái người đang bị trầm cảm hay là đang bị anxiety disorder, rối loạn lo âu, những phút giây trước họ giống như là một con quái thú, nanh vuốt gầm gừ, oán trách, đổ thừa, lên án buộc tội. Nhưng mà 5 phút sau thấy họ tươi như hoa, nói cười rôm rã, yêu đời, yêu người thiết tha. Câu hỏi đặt ra là 5 phút trước và 5 phút sau của con người ấy là một hay là khác? Họ là hai con người ở trong đó hay chỉ là một con người? Nếu mình nhìn không kỹ thì mình thấy giống như có hai con người. Có hai con người ở trong đó. Một con người gốc mà mình biết, dễ thương, thật thà, hồn nhiên, hiền lành, tử tế, tốt bụng, biết yêu thương, biết tôn trọng cảm xúc của người khác,
Và một con người mình bất ngờ phải đối diện, một con người trầm cảm, một con người đầy bi quan chán đời, một con người đầy năng lượng tiêu cực, nhìn đâu cũng là tâm tối, nhìn đâu cũng là những kẻ nguy hiểm. Rõ ràng là có hai con người, nhưng mà sự thật xin thưa chỉ có một. Cái hai kia chỉ là một hiện tượng mới phát sinh ra thôi. Và nếu mà cái cơ chế năm uẩn được điều chỉnh trở lại, màn vô minh được vén ra, thì con người thứ hai đó không có tồn tại. Cái hiện tượng đó không còn phát sinh ra được nữa. Cho nên khi mà mình lùi lại để mình quan sát chính mình, thì mình mới nhận diện ra được có sự khác biệt giữa hiện tượng và bản chất. Và từ đó mình nhìn vào người cũng vậy. Mình nhìn thấy những cái hiện tượng đó, nó không phải là toàn bộ con người của họ một cách dễ dàng. Còn nếu mà mình thiếu sự tĩnh tâm, thiếu sự lùi lại để quan sát, thì mình rất dễ bị đánh động, đồng nhất, identify giữa một cái hiện tượng nhất thời với toàn bộ, toàn vẹn con người của họ. Cũng như mình đã từng đồng nhất toàn bộ con người của mình với một cảm xúc nhất thời. Đó, tôi là con người như vậy đó. Con người hay giận hận, hay đố kỵ như vậy đó. Và tôi là một cái kẻ hay nghi ngờ, hay sợ hãi như vậy đó. Hay là mình là một kẻ trầm cảm như vậy đó. Và từ cái ngày mình gặp bác sĩ tâm lý, bác sĩ đó mình bị trầm cảm rồi, là mình tin luôn mình là một kẻ trầm cảm. Giá như mình được bác sĩ nói rằng là anh không có bị trầm cảm. Không phải, anh có bị trầm cảm, nhưng anh không phải là người trầm cảm. Không phải lúc nào anh cũng là kẻ trầm cảm hết. Chỉ khi con quái thú nó khống chế anh mà anh không có chiến đấu lại nó, thì lúc đó anh mới trở thành một kẻ trầm cảm. Nhưng mà kể cả khi cơn trầm cảm xuất hiện mà anh có chánh niệm, anh lùi lại quan sát, anh nhìn con quái thú đó, thì anh cũng không phải là một kẻ trầm cảm. Nghĩa là có một thứ khác trong anh nó bước ra, nó nhìn cơn trầm cảm, nó nhìn con quái thú đó. Chứ đâu phải chỉ có con quái thú đó đâu. Anh đang chịu trách nhiệm cho con quái thú đó mà. Anh đang ngồi đối diện với nó mà. Có một năng lượng tỉnh thức, một năng lượng thương yêu, nó nhìn lên con quái thú đó. Con quái thú đó nó không có nhã độc, nó không gây hại cho ai hết. Một kẻ đang chăm sóc chính con quái thú của mình thì sao gọi đó là kẻ trầm cảm được. Chỉ khi nào anh bỏ cuộc, anh buông tay, anh để cho con quái thú nó lộng hành, nó chiếm cứ hết toàn bộ con người của anh. Và anh tin rằng anh chỉ là như vậy. Lúc đó anh bắt đầu tuyên bố, anh bắt đầu lên án, anh buộc tội. Thì có thể lúc đó anh là một kẻ trầm cảm. Nhưng anh có thể trở thành một kẻ không bị trầm cảm. Anh có thể trở thành một kẻ không trầm cảm dù là anh đang bị trầm cảm. Khi anh có tỉnh thức, anh bước ra khỏi cái con quái thú đó. Mà để làm được điều đó thì anh phải tranh thủ những lúc con quái thú đó không có mặt. Anh học cách lùi lại quan sát chính mình đi. Trong bài pháp thoại tối hôm qua, tôi có nói giá như mà mình nhìn vào người thương của mình trong những lúc mà họ điên tiết, trong những lúc mà họ phun chất độc vào người mình, trong có những lúc mà họ làm những cái điều tồi tệ đối với mình, mà mình vẫn nhớ rằng đây chỉ là một hiện tượng nhất thời. Nhưng mà hiện tượng cứ xảy ra hoài, ngày nào cũng xảy ra hết, ngày xảy ra mấy lần. Cho nên riết rồi mình cũng không dám tin đó là hiện tượng. Mình nghĩ đây là bản chất con người này rồi. Nhưng mà khi mà mình nhận xét, đánh giá, lên án
hay là phản ứng trên một đối tượng, thì lúc đó tâm mình nó yếu. Nói một cách khác là khi tâm mình vững vàng, khi mình có chánh niệm đầy đủ đó, thì mình sẽ không bao giờ lên án hay là đánh giá, buộc tội một đối tượng nào cả. Khi tâm mình vững vàng, có chánh niệm đầy đủ, thì mình hiểu đối tượng như chính nó đang là. Đối tượng đang mắc kẹt vào phiền não của mình, đối tượng đang trở thành là nạn nhân của con quái thú trong chính họ. Và ngoài cái con quái thú đó ra, ngoài phiền não đó ra, đối tượng còn là một tổng thể rất là tuyệt vời. Giá như mà mình nhìn vào người thân của mình trong lúc họ điên tiết như vậy, mình thấy được cả hai. Thấy sự điên tiết đó mà cũng thấy luôn cái tổng thể tuyệt vời đó. Mà cái tổng thể tuyệt vời này mình đã từng chứng kiến, mà thậm chí mình đã từng hưởng thụ những cái tài năng, những cái giá trị tuyệt vời trong con người của họ. Tại sao mình không nhớ? Mà mình chỉ châm bẩm, xăm soi vào chính cái con quái thú, chính cái khuyết điểm của họ thôi. Thì như vậy có công bằng hay không? Cũng như mình đã từng không công bằng với chính mình, khi mà mình chỉ châm bẩm, xăm soi đồng nhất toàn bộ con người của mình với cái yếu kém, với những cái lầm lỡ nhất thời của mình, để rồi mình hành hạ bản thân mình, mình chê trách bản thân mình và mất niềm tin luôn với chính mình. Cái đó là không công bằng. Cho nên chúng ta học cách trả lại sự công bằng cho chính mình và người thương yêu của mình bằng cách là học cách nhìn một cách toàn vẹn vào một đối tượng mà không bị gạt gẫm, không bị mắc lừa trên thế giới của hiện tượng nữa. Nhìn là phải nhìn thấy cả hai, hiện tượng và bản chất. Một người đang giận vẫn chứa đựng cái chất dễ thương ở bên trong. Một người đang nổi cuồng điên vẫn chứa cái sự nồng nàn, một trái tim nhân hậu ở bên trong. Chứ không nhất thiết là một người đang nổi cơn điên là một người xấu xa. Cái câu của Đức Phật đã khiến tôi phải lên đường để đi theo bước chân của Ngài, đó là trong cái cuốn Con Người Siêu Việt, Đức Phật nói không có kẻ xấu xa, chỉ có hành động xấu xa thôi. Hành động là hiện tượng, nó xảy ra trong nhất thời, trong một giai đoạn nào đó. Còn con người là một cái tổng thể toàn vẹn, là bản chất. Nếu một con người có hành động xấu xa mà được đặt vào một cái môi trường không xấu xa, một môi trường thiện, lành, gần gũi những người tử tế, được giúp đỡ, được nâng đỡ, được tu tập, được chuyển hóa, thì họ sẽ trở thành con người thánh thiện. Tôi đã từng chứng kiến, tôi đã từng giúp đỡ không biết bao nhiêu người bước từ con đường này qua một con đường khác, từ đời sống này qua một đời sống khác. Từ một con người đầy đau khổ trở thành một con người hạnh phúc, từ một con người gây rất nhiều tội lỗi trở thành một con người hướng thiện. Và tôi tin vô cùng là trong ai cũng có bản thiện. Khi bạn chăm sóc một cái người có những vết thương trong tâm hồn mà bạn không có niềm tin rằng cái bản thiện của người này vẫn còn nguyên ở đó, cái con người dễ thương của người này vẫn còn nguyên ở đó, thì bạn sẽ không đủ kiên nhẫn, không đủ sức để đồng hành với họ với những chặng đường quá dài và chông chênh và nghiệt ngã. Họ có thể quay lại cắn bạn bất cứ lúc nào, mà lúc họ cắn bạn mà bạn không nhớ họ là ai, bạn không nhớ bản thể của họ, bạn không nhớ con người toàn vẹn của họ, thì bạn sẽ đáp trả. Bạn chỉ đáp trả một người nào khi bạn tin rằng họ chỉ là như vậy thôi. Họ chỉ là cái hành động xấu xa đó. Chứ bạn không bao giờ có thể đáp trả với một đối tượng mà bạn thấy được cái bản chất của họ, thấy được cái tổng thể tuyệt vời của họ. Cho nên chúng ta đã đánh mất dần một cái thói quen rất là linh thiêng mầu nhiệm của con người, là nhìn mọi thứ có thể nhìn một cách bao quát, một cách toàn vẹn, một cách tổng thể. Chúng ta luôn mắc kẹt trên thế giới của hiện tượng. Và trong khi mình đi thiền hành,
thì mình cũng có thể lùi lại quan sát, không chỉ quan sát bước chân thôi mà còn quan sát thái độ của mình nữa. Bỗng dưng cái chân của mình nó trở nên chậm rãi, từ tốn, trang nghiêm, đẹp đẽ, tại vì mình mới đi thiền hành ngang qua người ấy. Đó là thầy Minh Niệm. Vậy thì trong khi đi thiền hành mà mình không thấy cái tâm của mình đang đi thiền hành như thế nào đó thì nó hơi bị uổng. Học cách quan sát những phản ứng trong tâm của mình, xem nó có trình diễn trong lúc đi thiền hành hay không. Mà giả dụ như có trình diễn thì cũng không phải phiền hà gì, cũng không có vấn đề gì. Đó là chuyện tự nhiên. Hồi trước giờ sao thì nó giờ vậy, chứ không thể nào mà không có nó. Nhưng là một thiền sinh thì chúng ta học cách ghi nhận có một hiện tượng như vậy đang xuất hiện, và cần phải có trách nhiệm quan sát nó để nó đừng có bành trướng, nó lớn dậy, hình thành một thói quen. Bất cứ một cái hiện tượng nào ở trong tâm, nếu mà mình phát hiện kịp thời, ngồi chơi với nó, quan sát nó, gọi là chăm sóc nó, thì nó không lớn dậy được. Nó không có bành trướng, nó không có thao túng, nó không có nắm thế thượng phong được. Đó là cách mà Đức Phật dạy chúng ta vượt thoát phiền não. Vượt thoát phiền não nghĩa là thường trực có mặt trong tâm của mình để kịp thời phát hiện phiền não, ghi nhận tiến trình diễn ra, cường độ của nó mạnh hay là yếu, nó hung hãn ra làm sao, nó gào thét như thế nào, nó muốn gì, nó muốn liên kết với những tâm hành nào, nó muốn bung ra lời nói hay là hành động như thế nào. Từ lúc nó xuất hiện, hình thành và tới khi nó biến đi, mình đều có mặt để mà quan sát hết. Đó là cách để mình vượt thoát phiền não. Vượt thoát phiền não là có mặt với phiền não trong một sự tỉnh thức đặc biệt, với một năng lượng đặc biệt, mạnh tương đương hay là mạnh ngang bằng, tương đương hay là mạnh hơn cả năng lượng của phiền não. Thì phiền não mất hoàn toàn thế đứng, không còn khống chế ta được nữa, thì nó sẽ tan biến. Tại vì phiền não như đã nói là không có thật. Trở lại đề tài về thế giới của hiện tượng, thì có nhiều lần nhiều vị đến hỏi tôi là thầy, thầy có phải là tác giả của cuốn Hiểu Về Trái Tim không? Và có vài lần tôi trả lời là không. Thì vị đó rất là ngạc nhiên. Có vị cũng cố gắng gạn hỏi là tại vì thấy thầy rất là giống thầy Minh Niệm ở trên YouTube. Mà thầy Minh Niệm trên YouTube là tác giả của cuốn Hiểu Về Trái Tim, thì không lẽ thầy Minh Niệm có anh em gì là thầy sao? Tôi nói không. Thì ông thầy Minh Niệm trên YouTube thì là tôi đó. Nhưng mà nếu mà nói ổng là tác giả của cuốn Hiểu Về Trái Tim thì phải xét lại. Là tại vì tôi đâu chỉ là tác giả của cuốn Hiểu Về Trái Tim, tại vì tôi còn là tác giả của cuốn Làm Như Chơi nữa, và sắp tới đây còn hàng loạt cuốn sách nữa. Mà tôi đâu chỉ là một tác giả của những cuốn sách, tôi còn là một bác sĩ tâm lý trị liệu nữa. Mà tôi đâu chỉ là một bác sĩ tâm lý trị liệu, tôi còn là một nhà sư, một thầy tu, một vị thầy tâm linh. Mà tôi đâu chỉ là một vị thầy tâm linh đâu, tôi còn là một nhà giáo dục. Tôi dạy cho học sinh của trường đại học, tôi dạy về đạo đức, tôi dạy về nhân văn. Mà tôi đâu chỉ là một nhà làm giáo dục, tôi còn là một nhà làm xã hội, xây dựng tư tưởng. Và tôi không chỉ là một nhà làm xã hội, mà tôi còn là một nhà thư pháp, một nhà thơ, một người nấu ăn, một người chùi toilet, một người giữ ngựa, một người biết cởi ngựa, một người đi bụi. Ôi thôi nhiều lắm. Quý vị cũng vậy. Tất cả những liệt kê đó chỉ là hiện tượng, và chúng ta đừng mắc kẹt vào hiện tượng. Bất cứ một cái vai nào
Cho nên tôi rất thích vai thầy tu, là tại vì vai thầy tu là một cái không có vai, mà nếu tôi không khéo thì nó sẽ trở thành một cái vai. Trong cái vai thầy tu đó tôi được làm rất nhiều vai, rất nhiều công việc mà mình yêu thích, và mình không có để mắc kẹt vào bất cứ một công việc nào hết. Nói tôi là tác giả của cuốn sách Hiểu Về Trái Tim thì cũng đúng, nhưng mà không hoàn toàn đúng. Tại vì nếu mà tôi gật đầu thừa nhận liền, ừ, đúng rồi, tôi là tác giả của cuốn Hiểu Về Trái Tim, thì tôi chỉ là tác giả của cuốn Hiểu Về Trái Tim thôi sao? Thì như vậy nó có vẻ hơi rắc rối một chút. Nhưng mà tôi muốn giúp cho vị thiền sinh ấy hiểu rằng tôi là một cái gì đó nó lớn hơn cái cuốn Hiểu Về Trái Tim, chứ không chỉ là cuốn Hiểu Về Trái Tim. Tức là mình thoát ra khỏi một cái hiện tượng để nhìn một cái tổng thể lớn hơn. Và theo cách đó thì nhìn về phiền não hay là những con quái thú trong lòng của mình cũng vậy. Nhìn về những năng lượng tiêu cực của mình cũng vậy. Mình không chỉ là những thứ đó, mình còn là những gì nó to lớn hơn, vĩ đại hơn rất nhiều. Mà nếu như mình có một sự đầu tư nghiêm túc trong cái công cuộc quay về phát triển nội tâm, khám phá chính mình, thì tôi tin rằng quý vị sẽ rất là bất ngờ nhận ra những giá trị tuyệt vời trong sâu thẳm tâm hồn của mình. Và như đã nói từ đầu là khi mình quan sát hơi thở thì mình đừng có cho rằng đây là hơi thở của tôi. Cố gắng nhìn nhận đây chỉ là một cái nguồn không khí đi vào và đi ra. Nếu mà nói của tôi thì đó cũng đúng trong một cái chừng mực nào đó, ở một cái góc nhìn nào đó, góc nhìn hạn hẹp, thì đó là của tôi. Nhưng mà góc nhìn lớn hơn, nó chính xác hơn, đây là không khí của đất trời, chứ có cái nào mà của tôi đâu. Bóp mũi lại đi 3 phút, coi của tôi ở đâu. Và theo cách đó thì mình nhìn về những cái phiền não của mình thì đừng có cho đây là cơn giận của tôi. Từ bây giờ quý vị hãy thực tập rằng có một hiện tượng tạm gọi là cơn giận đang có mặt ở trong tôi. Tôi nói tạm gọi là cơn giận là tại vì các vị thiền sư khuyên chúng ta đừng có labeling, tức là đừng có dán nhãn hiệu, đặt tên cho bất cứ một phiền não nào. Tại vì khi mình đặt tên nghĩa là mình tin nó có thật. Mình đặt tên đó là cơn giận thì mình sẽ tin cơn giận là có thật. Và mình tự mặc định mình là một kẻ hay giận hờn. Khi mình ghen một cái hiện tượng mình gọi là ghen, mình dán nhãn hiệu là ghen, người thương dán cho mình nhãn hiệu là ghen, mình tin mình là một kẻ hay ghen. Rồi từ đấy mãi về sau tưởng là mình lúc nào cũng ghen hết. Và tưởng thì là thật. Tưởng riết rồi thành thật. Khi mình chăm sóc một người trầm cảm mà mình nghĩ họ lúc nào cũng là kẻ trầm cảm hết, thì làm sao họ không nghĩ họ là kẻ trầm cảm được. Trong cái ánh mắt mình nó phải toát lên một niềm tin rằng con không phải là kẻ trầm cảm, con chỉ bị trầm cảm thôi. Và con hoàn toàn có thể khống chế sự trầm cảm đó. Con hoàn toàn có thể bộc lộ những giá trị ngoài cái sự trầm cảm đó. Tại vì mẹ, ba đã từng thấy những lúc con không hề bị trầm cảm. Đây là những lúc con không bị trầm cảm nè. Mà thậm chí là trong cái cách mà giúp đỡ một bệnh nhân bị trầm cảm là bạn phải cố gắng tin rằng người này không bị trầm cảm. Và cố gắng giúp cho bệnh nhân tin rằng họ không bị trầm cảm. Mặc dầu là bên trong có cái sự nhận biết, có sự thừa nhận rằng là có những cái hiện tượng trầm cảm nó xuất hiện, thì mình phải nhận biết, nhưng không được tin rằng đó là một sự thật hoàn toàn, vĩnh viễn. Làm sao làm được điều đó quý vị? Tại vì trầm cảm lên nó khủng khiếp lắm, nó oanh tạc lắm, nó cắn mình đau lắm,
Mà sao mà mình tin rằng ô em không phải là bị trầm cảm đâu, đây chỉ là một cơn nhất thời, anh tin vào điều đó. Thì mình phải có cái kỹ năng lùi lại quan sát, không đồng nhất bất cứ một hiện tượng nào xảy ra trong quá trình hành thiền. Chúng ta nên làm tốt trong quá trình hành thiền trước, rồi từ từ mới đưa vào trong đời sống. Trong quá trình hành thiền mình có một cái không gian ưu tú, một cái điều kiện ưu tú để mình có thể làm được điều đó. Không đồng nhất với hơi thở, không đồng nhất với một cái cảm thọ dễ chịu, khó chịu nhất thời, rồi bắt đầu không đồng nhất với những hiện tượng tâm lý nhất thời như là một nỗi buồn lo, một cơn giận, một nỗi sợ hãi, một ham muốn. Khi mình nhìn một cái cơn ham muốn đi ngang qua, hello, sự ham muốn của tôi, and goodbye, thì mình không thành kẻ ham muốn. Còn nó đến hồi nào không hay, rồi bắt đầu là động tay động chân lên, bắt đầu đứng lên, rồi bắt đầu trở thành kẻ ham muốn rồi nè. Ngồi xuống, ngồi thiền, thở vào thở ra, thoát khỏi cơn ham muốn. Ngắm nhìn cơn ham muốn, cơn ham muốn yếu dần, tàn tạ, tan xác, biến đi, trở về với con người tự do. This is it. Nó đây rồi. Eureka. Nó đây rồi. Thoát khỏi một sự khống chế của phiền não là tự do, là giải thoát. Đây, cái mình mong muốn đây, chờ đợi bấy lâu nay đây, thoát khỏi những giới hạn của bản thân phàm tình, chạm được vào chất thánh, chạm được vào chất liệu của từ bi, của trí tuệ, thì gọi là Eureka. Nó đây rồi. Cái mình chờ đợi bấy lâu là đây rồi. Con người rất lớn, con người toàn vẹn của mình đây rồi. Từ hồi nào giờ mình chỉ đồng nhất một phần rất nhỏ trong con người của mình. Nói như các nhà khoa học là mình chỉ xài được 10% của não bộ thôi. Và bây giờ mình xài chắc không phải 100% đâu, vài chục phần trăm, mừng quá trời quá đất. Mình thấy mình lớn vô cùng. Mà mình chỉ có thể làm được điều này, con đường duy nhất chỉ có thể đạt tới những giá trị này, đó là học lùi lại quan sát từng cái hiện tượng nhỏ nhặt xảy ra trong đời sống. Giữa một đám đông, bạn có thể lùi lại để quan sát mọi người đang vui cười, đang trò chuyện, đang tán gẫu, đang làm đủ trò hết, mà không nhất thiết phải nhập vào đám đông. Trong một cuộc điện thoại, bạn không nhất thiết phải nhập vào cái cảm xúc của cái người đang nói chuyện trên điện thoại hay là nội dung của câu chuyện, mà bạn có thể lùi lại quan sát cái thái độ của mình và thái độ của người ấy trên cái cuộc điện thoại đó. Và trong khi tiếp xúc ứng xử với bất cứ người nào, mình cũng học lùi lại quan sát chính thái độ của mình. Và tôi xin nhắc lại là cái mà mình cần lùi lại quan sát nhiều nhất đó là thái độ của mình. Tại vì thái độ là tâm của mình đó. Tâm của mình thì nó có nhiều hơn cái thái độ, nhưng mà thái độ là cái phần nhiều nhất ở trong tâm. Mà thái độ thường là phiền não. Hãy nhìn vào phiền não của mình, tại vì nó luôn giật dây mình trong mọi lúc, mọi nơi, và đừng có đánh giá thấp nó. Học cách lùi lại để quan sát thái độ, hay là lùi lại để quan sát phiền não của mình. Và quý vị phải tin một điều rằng là lúc nào phiền não cũng rượt đuổi kịp mình cả. Nghĩa là phiền não thường trực có mặt trong mỗi lời nói, trong mỗi hành động, và kể cả trong mỗi suy nghĩ của chúng ta. Trừ phi phiền não nó kỵ một thứ khắc tinh của nó là chánh niệm. Khi có chánh niệm thì phiền não không có mặt được. Hoặc là khi chánh niệm chưa đủ mạnh thì phiền não vẫn có thể có mặt, nhưng mà nếu chúng ta quay về phát triển chánh niệm một hồi thì phiền não không thể tồn tại được nữa. Chánh niệm là sự tỉnh thức, sự tỉnh giác, sự hay biết. Khi chúng ta tỉnh ra, khi chúng ta biết
một cách tinh tường, chi tiết và sâu sắc mọi hiện tượng diễn ra, thì không có bất cứ một phiền não nào có thể thao túng chúng ta được nữa. Cho nên chúng ta phải tập và nói lại, phát biểu trở lại. Khi mình nhìn thấy người thương của mình đang nổi giận, đang trong cơn phiền não, đang điên tiết, thì mình nói với người thương của mình là đang có một hiện tượng giận ở trong em hay là ở trong anh. Em hãy về chăm sóc nó đi, hay là anh hãy về chăm sóc nó đi. Hoặc là con quái thú nó đã trở lại kìa, hãy dành nhiều thời gian để chăm sóc con quái thú ấy đi. Tức là có một kẻ bị chăm sóc và một kẻ chăm sóc. Có một kẻ bị quan sát và một kẻ quan sát. Và đối với chúng ta, một cái người mà đang có phiền não với những con quái thú, thì mình cũng tập không gọi tên của phiền não, không gọi tên con quái thú đó nữa. Thí dụ như mình gọi tên đó là cơn giận hay là cơn ghen hay là nỗi sợ hãi, thì bây giờ mình học cách cảm nhận trực tiếp có một cái hiện tượng như vậy, như vậy, như vậy. Như vậy là như sao là tùy mình biết thôi. Nó đang có mặt ở trong tôi. Tại vì khi mình hiểu nó là một hiện tượng á, thì mình tin bản chất của nó là vô thường và vô ngã. Nó không có thật. Và mình tin cái sức mạnh của mình hơn là mình tin vào sức mạnh của phiền não. Cho nó gọi là không dán nhãn hiệu, không đặt tên cho phiền não, là một nguyên tắc của Vipassana. Chỉ có một hiện tượng như vậy đến rồi đi, chứ không có một phiền não có thật tồn tại, bất di bất dịch. Cho nên nếu đã lỡ đặt tên nó là cơn giận rồi, thì bắt đầu học cách thẩm nghiệm lại, gỡ cái tên nó ra từ từ. Không có cái gì gọi là cơn giận, không có cái gì là nỗi sợ hãi vĩnh viễn cả. Và đối với cái gọi là con quái thú, có khi mình gọi nó là con quái thú, mà nếu mình gọi con quái thú mà mình tưởng tượng nó là con quái thú thiệt á, hay là mình gọi con chó đen hay là con chó điên mà mình tin nó là thiệt á, có con chúa, có con chó nó sủa gâu gâu, nó gầm gừ, nó chụp bắt, nó cấu cào mình á, thì thôi đừng có nghĩ đó là con chó nữa, nghĩ con mèo đi, nó giỡn thôi. Đừng nghĩ là con gì nữa hết, mà chỉ là có một cái nguồn năng lượng nó lại được sản sinh ra trong giờ phút này, tại thời điểm này. Và mình tin rằng nguồn năng lượng nó sẽ tan biến ngay lập tức nếu mình không cung cấp thức ăn cho nó. Không cung cấp thức ăn cho nó là như thế nào? Mình cung cấp thức ăn cho nó có nghĩa là mình lơ là, không nhận biết, hoặc là mình đồng nhất toàn bộ con người mình với nó. Mình tin vào sức mạnh của nó, ban cho nó một cái quyền lực là nó có thật. Cái đó gọi là cung cấp thức ăn cho nó. Còn bây giờ mình không cung cấp thức ăn cho nó, đơn giản chỉ là ngồi ngắm nhìn nó, quan sát nó. Nhưng mà quý vị biết là không phải lúc nào chúng ta cũng đủ sức để quan sát những cái thứ đáng gờm như vậy đâu. Cho nên phải chuẩn bị trước, phải luôn luôn sống trong chánh niệm, phải mài dũa năng lượng chánh niệm rất nhiều. Mà kể cả khi mình quan sát nó mà mình không làm lại nó đó, thì tạm thời đừng quan sát nữa. Vẫn tiếp tục phát triển năng lượng tỉnh thức, phát triển chánh niệm bằng cách là chuyển qua kênh khác, chuyển qua đề mục khác, dù là mình vẫn đang hành thiền. Khi mình vẫn đang hành thiền, vẫn đang tiếp tục phát triển sự tỉnh thức hay là chánh niệm, sự hay biết, thì khó có phiền não nào có thể khống chế được. Khó có con quái thú nào có thể quay lại khống chế được. Cho nên đại chúng hãy cố gắng thực tập lùi lại quan sát,
chính mình, những phiền não của mình, đặc biệt là thái độ của mình nhiều hơn. Rồi từ đó chúng ta cũng học cách lùi lại quan sát mọi hiện tượng xảy ra trong đời sống với chính những người sống xung quanh mình, chính người thương của mình, để chúng ta đừng bị nhập nhằng giữa thế giới của hiện tượng và thế giới của bản chất, giữa một cái hiện tượng nông nổi nhất thời với một cái tổng thể tuyệt vời của người ấy. Và chỉ khi nào chúng ta có cái nhìn một cách tổng thể toàn vẹn, cái nhìn về bản chất của một đối tượng, thì chúng ta mới không hiểu lầm về đối tượng, mới không lên án buộc tội đối tượng, mới không làm khổ đối tượng, và mới không đánh mất đối tượng. Xin cảm ơn đại chúng đã lắng nghe. Mà đại chúng nghe ba tiếng chuông.